Rồi, bây giờ Nhung xin là người tặng tới cả nhà bài thơ Lục Hòa. Xây dựng đội nhóm Lục Hòa, theo sơn gắn bó vượt qua đại ngàn. Lo gì thử thách Huy Nam, đồng tâm phụng sự chẳng màng lời danh. Thân Hòa là bước lập thành, cùng nhau hội họp học hành cần chuyên. Ê. Kiến Hòa phải thật thường xuyên, để ta hiểu được căn nguyên nội tình, đúng sai yêu ghét của mình, anh em thương hiểu bất bình hòa tan. Khẩu hòa chưa nói miên man, cần chân thiện mỹ xóa tan nghi ngờ. Cảm xúc chưa có làm ngơ, nếu không bình tĩnh ta chờ nói sau. Ý hòa đừng vội quyết mau, đồng tâm xác quyết thuộc lầu hướng đi. Không nên đồng ý chỉ vì anh em như thế mình thì á dua. Điềm tĩnh được mất hơn thua, dù cho gió bão cứ ùa bên tai. Giới hòa nhận định đúng sai, điều chỉnh lập tức kẻo mai muộn rồi. Cam kết chớ chỉ nói thôi, hành động nhất quán đi đôi một dòng. Lời hòa kết quả làm xong, đừng vội hấp tấp trông mong nhận về, hay là chìm đắm phen chê mà quên đi mất quay về thân tâm. Có người đóng góp âm thầm, ta không nhìn kỹ kẻo kéo nhầm công lao. Có người chỉ thích hô hào, việc thì chẳng tiến đi vào đi ra. Nhìn người thì phải nhìn ta, hợp tình hợp lý hài hòa anh em. Hết rồi, vỗ tay cả nhà ơi, tặng hoa tặng hoa, biết ơn cả nhà rất là nhiều.